rất là ghét mẹ luôn, rất là khó chịu với mẹ. Và đặc biệt là những cái dịp Tết, mẹ cứ bắt mình phải ra trông hàng. Đi học về cái phải ra trông hàng. Nghỉ Tết thì các bạn được nghỉ Tết, còn mình thì suốt ngày phải ở đấy trông hàng cho mẹ. Và thậm chí là trông đến tận đêm 30 Tết. Các bạn khác được đi chơi, được đi liên hoan tất niên, được bố mẹ đưa đi mua quần áo, được bố mẹ đưa đi mua cái này cái kia. Nhà mình mẹ mình ở chợ luôn thì đương nhiên không được đi mua rồi. Ở chợ thì chợ lớn, đương nhiên không được đi mua rồi. Nhưng mà đi ăn tất niên là không bao giờ được đi ăn hết. Mẹ toàn bảo là ăn uống gì, nhà bao nhiêu việc, đông khách ơi là đông khách. Thế nên là mỗi khi mà mình ra cửa hàng với mẹ là mình toàn cáu. Có một bạn, bạn ấy học lớp 11. Và mẹ bạn ấy thì chuyên bán đồ sành đồ sứ, bát đũa cốc chén sành sứ. Thì khi mà bạn ấy chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trước cả hội trường luôn nhá, các anh chị nhé, trước cả hội trường luôn, bạn nói như này: trước khi học cô Lanh, mình rất là ghét mẹ mình, rất là ghét mẹ luôn, rất là khó chịu với mẹ. Và đặc biệt là những cái dịp Tết, mẹ cứ bắt mình phải ra trông hàng. Đi học về cái phải ra trông hàng. Nghỉ Tết thì các bạn được nghỉ Tết, còn mình thì suốt ngày phải ở đấy trông hàng cho mẹ. Và thậm chí là trông đến tận đêm 30 Tết. Các bạn khác được đi chơi, được đi liên hoan tất niên, được bố mẹ đưa đi mua quần áo, được bố mẹ đưa đi mua cái này cái kia. Nhà mình mẹ mình ở chợ luôn thì đương nhiên không được đi mua rồi. Ở chợ thì chợ lớn, đương nhiên không được đi mua rồi. Nhưng mà đi ăn tất niên là không bao giờ được đi ăn hết. Mẹ toàn bảo là ăn uống gì, nhà bao nhiêu việc, đông khách ơi là đông khách. Thế nên là mỗi khi mà mình ra cửa hàng với mẹ là mình toàn cáu. Rồi toàn ví dụ như ai họ bảo là cái ấm này bao nhiêu tiền, ví dụ như thế, thì mình mà không biết đấy, toàn nói như thế với khách hàng thôi. Thậm chí có những lúc đi còn lê dép này, có những lúc đi còn đá vào cái đống này của mẹ, đá vào cái đống kia của mẹ. Thế sao có nhiều lúc hai mẹ con cãi nhau. Nhưng mà mẹ vẫn không cho về, mẹ vẫn bắt ngồi ở quán đấy. Tại vì đông khách mà, bảo mày phải chạy vào kho lấy cái này, chạy vào kho lấy cái kia. Tết thì những cái hàng đấy nó rất là đông luôn. Và bạn bảo là suốt những ngày Tết đấy là những cái ngày em bực bội, em khó chịu. Trong khi hành trình mà được cô Lanh chữa lành, được học cùng với cô Lanh những cái trí tuệ này, thì em nhìn nhận lại em thương mẹ em vô cùng. Những người phụ nữ khác Tết họ được mặc quần áo đẹp, đi chợ Tết, họ được mua sắm các đồ nọ đồ kia. Nhưng mẹ em thường đêm 30 mới về nhà, rồi lại bắt đầu vào bếp để nấu cái mâm cúng cho các bố con. Đến ngày hôm nay em mới nhìn nhận lại được cái hình ảnh đấy của mẹ em. Trước đây là không bao giờ nhìn thấy, chỉ nhìn thấy mẹ mình tham tiền, mẹ mình ác, mẹ mình cáu gắt, mẹ mình bắt mình phải làm việc, mẹ mình như thế này, mẹ mình như thế kia, mẹ mình không hiểu mình. Trước đây chỉ nhìn được cái khía cạnh đấy thôi. Không nhìn được là một người mẹ vất vả cho mình, kiếm tiền cho mình ăn học, mà mẹ nói rất nhiều lần nhưng mình vẫn không hiểu. Đấy là ngày Tết mới là ngày mẹ kiếm được nhiều tiền, còn ngày thường thì được mấy đâu. Ngày thường có công có việc họ mới đến, họ mua bát đũa, họ mua lọ hoa, họ mua cái này cái kia. Thì ngày Tết bán á, trong cái tháng Tết thôi, bán bằng cả 11 tháng trước. Nên là Tết là phải cố gắng bán hàng, nên là bán đến tận đêm 30 Tết. Nhưng không bao giờ nhìn được cái hình ảnh của người mẹ tần tảo, người mẹ vất vả. Và so với mẹ của các bạn, đến nhà mẹ của các bạn là mẹ của các bạn hôm nay đi mua cây quất, mai đi mua cành đào, rồi lau lau nhà nhà, rồi nọ kia, rồi đưa các con đi, rồi cả nhà không khí sắm sửa Tết. Nhà mình không bao giờ có được cái điều đấy. Thậm chí có những năm cha mẹ bận rộn quá ấy, quất chả có, đào thì không. Bảo thế, quất chả có, đào thì không. Nó chẳng có cái không khí Tết gì cả, mặc dù là mẹ ở chợ. Rồi kể cả hoa, có khi là bận quá nên là mua hoa chẳng mua được đẹp, đến khi người ta còn toàn hoa cuối cùng rồi mới lại mua. Nhưng mà không nhìn thấy hình ảnh của mẹ như thế. Thế là sau cái hôm đấy bạn bảo: cô biết không, năm nay mẹ con cho con đi ăn tất niên. Mọi năm cho đi nhưng khó chịu,
và con phải xin sái mồm mới được đi. Năm nay con bảo mẹ cho con đi một chút thôi, con về ngay lập tức. Ừ đi đi con, con đi đến chiều về cũng được. Còn cho đi thêm. Thế em đi ăn tất niên xong em bảo với các bạn là thông cảm cho tớ nhé, lần sau nếu mà liên hoan tớ sẽ rửa bát. Nhưng mà lần này tớ còn phải ra giúp mẹ tớ. Mẹ tớ đông khách lắm. Thì các bạn bảo ừ mày cứ đi ra đi. Thế là em xin phép các bạn là liên hoan em không rửa bát. Mà em ra em giúp mẹ em, còn lần khác liên hoan thì em sẽ có mặt từ sáng đến tối luôn. Đấy là đứa trẻ hiểu chuyện đấy, các anh chị ạ. Đứa trẻ đã kích hoạt được tình yêu thương, đứa trẻ đã kích hoạt được lòng biết ơn. Tuyệt vời đúng không các anh chị? Rất là tuyệt vời luôn. Nên là chúng ta phải đánh thức cái đấy trong các con ấy. Đánh thức cái đấy trong các con ấy. Chứ nếu bình thường các con không nhìn nhận được cái điều đấy đâu. Bắt thấy mình, các bạn được đi chơi mình phải đi làm, mình phải ra cửa hàng với mẹ là mình mệt lắm. Mình không thích cái điều đấy đâu. Thế nhưng tại sao mà đứa trẻ thay đổi, đứa trẻ chuyển hóa đúng không? Phải kích hoạt được. Không bằng kích hoạt được bằng lời nói đâu nhé các anh chị nhé. Phải kích hoạt được bằng tất cả các giác quan, bằng lòng trắc ẩn, bằng tình yêu thương, bằng sự huấn luyện, bằng rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Thì chúng ta sẽ biết cách để kích hoạt tình yêu thương và lòng biết ơn bên trong con. Ngay cả con của tôi này, các anh chị biết không ạ, bạn ấy cũng nhìn nhận. Có những thời điểm bạn ấy chia sẻ như này: trước đây con nhìn nhận mẹ khác với Văn Tả. Bạn bảo thế, khác với Văn Tả. Con đọc trong các câu chuyện, trong các bài văn mẫu, rồi cả bài văn cô giáo con kể, mẹ là một người tần tảo sớm hôm, mẹ nấu cơm, mẹ quét nhà, mẹ bếp núc, mẹ tắm cho con, mẹ như thế này, mẹ như thế kia, bảo như vậy. Và con thấy mẹ chẳng chịu nấu cơm gì cả. Con gái nhà tôi đấy bảo như vậy, con thấy mẹ chẳng chịu nấu cơm gì cả. Lúc ngày xưa thì ở với bà nội thì bà nội nấu cơm, sau đấy thì có bác giúp việc thì bác giúp việc nấu cơm. Thì sau đấy thì bạn ấy, một hôm bạn ấy cũng chia sẻ, bạn nói là ngày xưa em cứ nghĩ là mẹ em là một người mẹ lười biếng, mẹ em không có chịu nấu cơm, mẹ em không thích điều đấy. Sau khi mà em hiểu hơn về mẹ em thì em biết rằng nhiều đêm lúc 12 giờ em dậy, em vẫn thấy mẹ em ngồi đọc sách. 12 giờ em dậy em vẫn thấy mẹ em đang gõ máy tính. 12 giờ em dậy em vẫn thấy mẹ em đang viết. Và từ lúc đấy thì em thấy rằng mẹ mình đâu lười đâu. Mẹ mình rất là chăm chỉ. Mẹ mình rất là tuyệt vời. Mẹ mình đâu lười đâu. Mẹ mình rất là chăm chỉ, mẹ mình rất là tuyệt vời luôn. Và từ cái thời điểm đấy thì em bắt đầu thương mẹ em. Con gái tôi đấy, các anh chị. Có nghĩa là nhìn mẹ mình không giống những người mẹ khác. Là vào bếp nấu nướng, là quét nhà quét cửa. Cho đến khi mà nhìn nhận lại hình ảnh của người mẹ thì nhớ đến có rất nhiều đêm mình tỉnh dậy và mình thấy mẹ mình còn chưa đi ngủ, thấy mẹ mình vẫn còn làm việc. Và những lúc mình dậy thì mẹ mình đã dậy sớm để làm việc rồi. Thì phải cho con đánh thức được cái lòng trắc ẩn trong con, đánh thức được tình yêu thương, đánh thức được cái sự trách nhiệm bên trong con. Đấy, thông qua những cái câu chuyện tuyệt vời đấy, những cái câu chuyện mà cô đang làm việc với các con. Nhưng mà sâu thẳm thì vẫn là thiếu đi tình yêu thương, thiếu đi sự quan tâm, thiếu đi sự dẫn dắt của cha, của mẹ, đúng không ạ? Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.